trộn món hột. Đây là món gà ta nụ nướng hột tại quán Sao Biển ở đường Bắc Ái. Là phải gà ta hoàn toàn nha, gà đi bộ đàng hoàng nha. Gà này là ở Bến Tre, gà ở các cái vườn dừa đó, thấy xanh ôm vàng vàng ôm không đó, gà sống đàng hoàng, gà ta đàng hoàng, tầm khoảng 1,4 kg đến 1,5 kg. Làm sạch như thế này nha, mổ ra vậy luôn chứ không có mổ gì ha, mổ bên bung ra luôn. Rồi còn ở dưới cái trong đây nó gồm có là muối nè, muối là chảy một lớp dưới muối dưới đây ha, muối dưới lớp muối là có một lớp giấy bạc không anh? Đúng rồi, giấy bạc. Rồi muối đầy lên đều luôn cái xoong ha, rồi xong rồi cho một lớp xả lên, xả lá chanh lòng thì để đây luôn ha. Và có một cái hương vị mà độc quyền nha, để cho con gà nó thơm ngon hơn. Cái đây này là cái hương vị độc quyền của quán đó, còn cái trong đây nó có một cái hương vị nhưng mà không có thể công bố được ha. Rồi cái này thông cảm nha. Rồi xong là để con gà úp xuống gì đây, đấy xuống vậy đó. Rồi bắt đầu gì như thế thôi, đẩy rồi xong là đẩy lá chuối lên để cho nó giữ kín hơi, mà nhưng đặc biệt cái mùi lá chuối nó mới ngon gà nha. Phải lá chuối nó mới ngon con gà, chứ không có lá chuối là không ngon con gà. Đoạn đồ này có ước lượng thời gian bao lâu anh? Công đoạn nổ là nó khoảng 30 phút. 30 phút nha, nổ 30 phút. 30 phút xong rồi, để không nhỡ rắp ra mà để yên đó khoảng cỡ 15 phút nữa thì nó mới ngon. Mà đặc biệt là cái này thì nó có chín gì chín, nhưng nó vẫn không có nhão thịt, không nhão thịt con gà, ăn rất là ngon. Cái gì đó ha, cái gì dụng cụ đó nặng gì thì lên, nặng gì đó dần lên để cho nó kín hơi, nói chung là càng kín hơi càng tốt. Rồi sau khi lá chuối thì sẽ đưa lên bếp đó. Được. Đó phải dần lại ha, không cái nào giật nào nặng được rồi, xem cho nó kín hơi này thôi nha, dần rồi cho nó nặng nó rè xuống nó kín hơi nè đó. Rồi xong 30 phút xong là vẫn để tắt lửa, xong là vẫn để nguyên vậy cho khi đến 15 phút nữa thì bắt đầu nó mới ngon được. Trong cái lúc mà nó nổ thì nó nghe tiếng động không? Không, nó nhưng mà khi mà nó nổ gần chín rồi nó rất là thơm. Nếu mà chẳng hạn như khách ăn thì để ngay bàn luôn là ra là tuyệt vời, nhất là mấy bữa tiệc đặc biệt rồi đó, thì cái mùi tỏa hơn là bao trùm cả cái tiệc mùi xả, cái mùi xả, mùi lá chuối nè, mùi lá chanh nè, với lại mùi cái hương đặc biệt mà nãy tôi nói đó ha, có cái mùi hương đặc biệt nữa của mình, cái đó là bí quyết của mình, rõ cái hương vị cũng là thiên nhiên thôi, nhưng mà ẩn trong đó là nó các bạn sẽ không thấy rõ cái đó, để cho nó có cái mùi đặc trưng của cái món. Mà cái đó cái gì thì bữa nào biết ha, tức là mình không có dùng phụ gia gì hết nha, chết con gà hoàn toàn là sử dụng là thiên nhiên hết, hoàn toàn thiên nhiên hết ha, lá này lá kia thôi chứ không có, thì nó chỉ đốt muối xong là muối bốc hơi lên, muối bốc hơi lên xong là mới nó mới dính vào cái thịt, nó có thấm vào cái thịt của con gà, cho nên ăn cái độ ngọt nó rất là đậm đà, mặc dù không có ướp gia vị gì hết, hoàn toàn không có gia vị gì hết, con gà ăn vậy rất là ngon. Rồi sau khi mà làm xong rồi đó thì lấy chính cái muối đó đó, muối hột ở dưới nằm dưới đó, nó có nước gà nó rớt xuống đó, mới đâm với lại ớt sừng trâu thì nó mới ra, nó mới ngọt. Cái muối đó là rất là ngọt bởi vì nó là nước thịt, nước ngọt của con gà ra, cái muối đó thì mình lấy cái muối đó mình chấm là ăn rất là tuyệt vời. Dạ ươm không, hấp dẫn không, quá hấp dẫn. Chưa? Ok chưa? À, ok rồi. Ok không? Gà vàng đúng không? Chạy nước luôn kìa. Nó mềm vậy nè, nhưng mà nó ăn nó không bao giờ nó bị mềm cái thịt nhão thịt hết. Cái này để xong mà. Rồi xúc, lấy đồ xúc muối vô. Muối vô, lấy đầu xúc muối rồi.
ngọt dữ rồi. Ngọt à? Gà này đã lắm. Đặc biệt là cái này là nó chín cỡ nào chín nhưng mà thịt nó không nhão. Thơm, ngon, thơm, 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 thơm